Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính tri ân những điều dạy dỗ của Thầy rất đơn giản và thực tế để chúng con áp dụng trong cuộc sống. Thầy cho chúng con hỏi, tuy con đã biết Phật Pháp, đi chùa, chiền, tụng kinh, lạy Phật, nghe Pháp đã nhiều năm, nhưng sao vẫn không thể vứt bỏ được những cám dỗ của cuộc đời? Xin Thầy giúp cho con làm sao để có thể đi vào trong biển Phật Pháp một cách mau chóng. Phật tử Thị Minh. Kính thưa đạo hữu Thị Minh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Biển đời này đây, nó lao sao cái sóng nghiệp. Có nghĩa là chúng ta đến với cuộc đời này là vì nghiệp. Và những sự tương tác trong cuộc sống này làm cho cái biển nghiệp khát ái của mình từ vô lượng kiếp này đây nó dậy thêm sóng lớn, làm cho chúng ta rất khó để có thể giữ cho nó bình tĩnh và tĩnh lặng được. Cho nên một người vừa mới tu tập thì nên xa lánh để mình giữ cái tâm của mình cho nó được định tĩnh, nó quên đi cái trần thế. Và rồi khi đã thuần thục trong cái thiền môn kia rồi, tâm của mình đã định tĩnh và rất khó để có thể bị khuấy động trở lại. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới đi vào trong đời và giữ cái tâm chánh niệm đó để có thể hóa độ chúng sanh cho được. Có một bản kinh mang tên là Khúc Gỗ Trôi Sông. Có một lần nọ, Phật và hàng thánh chúng đi ngang một con sông, thấy một khúc gỗ đang trôi ở dưới sông. Phật mới chỉ các vị tỳ kheo, các ông có thấy cái khúc gỗ đang trôi dưới sông không? Các vị tỳ kheo trả lời, dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang nhìn thấy. Rồi Đức Phật nói rằng khúc gỗ kia, nếu như nó không bị tấp ở bên này, không bị tấp ở bên kia, không bị chìm giữa dòng, không bị đậu ở nơi cồn cát, không bị chư thiên và loài người nhặt lấy, không bị lọt vào cái chỗ nước xoáy, không bị mục rửa từ bên trong, thì cái khúc gỗ này nó có thể chảy từ sông nhỏ sang sông lớn, từ sông lớn chảy ra sông lớn hơn, và cuối cùng là chảy ra biển cả mênh mông. Này các ông, một người tu tập của chúng ta đây cũng vậy. Nếu như không bị tấp ở bên này, không bị tấp ở bên kia, không bị chìm giữa dòng nước, không bị tấp ở nơi cồn cát, không bị rớt vào trong vùng nước xoáy, không bị mục rửa từ bên trong, thì một con người tu đạo này có thể chứng đắc được Niết Bàn tối hậu. Rồi Phật dạy thế nào là bị tấp bên này, tấp bên kia? Có nghĩa là chúng ta theo cuộc đời này bị vướng vào một cái hệ lụy nào đó của cuộc sống. Thế nào là bị chìm giữa dòng hoặc là bị đậu nơi cồn cát? Có nghĩa là chúng ta bị dính nơi cái cuộc đời này ở một chỗ nào đó rồi từ bỏ cái con đường mà chúng ta đi. Rồi bị nước xoáy của cuộc đời này nhấn chìm chúng ta. Rồi chúng ta bị chư thiên và loài người nhặt lấy. Có nghĩa là tin theo những điều của thế tục và sống theo những điều đó. Hoặc là chúng ta mơ tưởng được vãng sanh, được tái sanh vào cái thế giới của chư thiên. Và cái cuối cùng đó là mục rửa từ bên trong. Có nghĩa là tự bản thân ta đây bỏ mất đi cái ý niệm ban đầu tu tập để giải thoát giác ngộ. Hay nói khác hơn đó là sự thối chí, là sự bỏ cuộc. Có nghĩa là mục rửa từ ở bên trong. Cái năng lực để giữ vững niềm tin của chúng ta không còn. Thì lúc bấy giờ mình không thể đến được bờ bên kia. Còn nếu như ai giữ được cái sơ tâm phát nguyện ban đầu, kiên cố, dõng mãnh, hết năm này qua tháng khác, hết đời này qua đời khác, cứ hãy giữ cái điều đó để chúng ta tu tập và phấn đấu vươn lên, thì sẽ có một ngày chúng ta vào được với biển Phật Pháp bao la. Cho nên ở trong cái cuộc sống này, bởi vì chúng ta đã theo nơi cái trần thế này quá lâu rồi, cho nên mình rất dễ bị tiêm nhiễm bởi những điều mắt thấy tai nghe của cuộc sống. Chúng ta đều biết rằng cái tâm của chúng ta đây nó vô thường, nó luôn luôn thay đổi và nó chạy nhảy theo cuộc sống. Cho nên những vị tổ đức mới dạy những người tu là mình hãy thường xuyên sờ lên đầu của mình để biết được rằng đầu của chúng ta đây vẫn không có tóc. Có nghĩa là mình hãy nhớ cái ý nguyện của mình, cái sơ tâm phát nguyện của mình, đừng để cho nó mai một. Chính cái sự nhắc nhở luôn luôn như thế này sẽ làm cho chúng ta không có quên đi cái bản hoài của mình đã phát nguyện. Vì thế mà để có thể đi vào trong cái biển Phật Pháp mau chóng thì mình hãy hằng ngày nhớ nghĩ đến Phật Pháp, làm những việc của Phật Pháp, và chính yếu tố đó sẽ là cái để tạo cái nghiệp của chúng ta đến với Phật Pháp, và mình sẽ không tránh được cái hậu quả đó là mình sẽ ở trong căn nhà của Phật Pháp kia. Cầu mong tất cả quý vị luôn giữ tâm của mình được định tĩnh giữa phong ba bão táp của cuộc đời, và hãy luôn nhớ cái phát nguyện ban đầu của chúng ta là muốn mang lại sự an lạc cho mình và cho người. Có như vậy thì mình mới giữ chí nguyện của mình bền vững trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình.
Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.